Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là những hình ảnh mà người rừng Hồ Văn Lang đã đến trụ sở để làm căn cước công dân. Vậy câu chuyện này cụ thể như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video này của chúng tôi. Quý vị và các bạn nhớ đừng quên ấn like, chia sẻ video và ấn đăng ký, bấm chuông để ủng hộ cho kênh. Đồng thời để nhận thông báo khi mà kênh ra những video về tin tức mới nhất quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau 8 năm trở về hòa nhập với cộng đồng, người rừng Hồ Văn Lang đã được làm hồ sơ để cấp căn cước công dân có gắn chip. Cụ thể là vào sáng ngày 26 tháng 3, Công an huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết cử một tổ công tác lưu động về xã Trà Phong, huyện Trà Bồng để làm hồ sơ cấp căn cước công dân cho người dân. Đáng chú ý, trong số nhiều người dân tới làm căn cước công dân có ông Hồ Văn Lang, 52 tuổi, ngụ thôn Trà Nga, xã Trà Phong, huyện Trà Bồng. Thưa quý vị và các bạn, ông Lang đã đến địa điểm làm căn cước công dân từ rất sớm. Ông cũng không còn ngại giao tiếp như trước đây mà ông rất mạnh dạn. Sau khi hoàn tất các thủ tục, ông Hồ Văn Lang đã nở một nụ cười rất thân thiện và vui vẻ để chào tạm biệt các cán bộ làm nhiệm vụ. Một số cán bộ tham gia làm căn cước công dân cho biết như vậy. 8 năm trước, dư luận trong và ngoài nước vô cùng kinh ngạc khi mà chính quyền địa phương đã cùng gia đình đưa ông Hồ Văn Thanh, là cha của ông Lang và ông Hồ Văn Lang từ rừng sâu trở về sau hơn 40 năm sống biệt lập giữa rừng già. Thời điểm vừa đưa từ rừng về, ông Lang đóng khố bằng vỏ cây, xa lạ với mọi thứ. Hiện cha của ông đã chết cách đây ít năm do tuổi cao và sức yếu, còn bản thân ông Lang thì đang sống cùng với gia đình của một người anh ruột tại xã Trà Phong, huyện Trà Bồng. Hàng ngày ông Lang lên dãy, đi rừng và làm mọi công việc như bao người dân bình thường khác. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vậy sau 8 năm trở về làng, cuộc sống của người rừng Hồ Văn Lang giờ ra sao? Thưa quý vị, anh rất thích nuôi trâu, đó là một khu đất khá rộng, được người rừng, lang, rào và chắn rất chắc chắn. Anh Hồ Văn Chi, em trai của Hồ Văn An bảo, dãy hàng rào chắn nuôi, nhốt trâu kéo dài hàng tận vài trăm mét, được buộc chặt vào những thân lỗ ô này do một tay của người rừng, lang dựng lên. Bên trong khu đất núi được ví là trang trại nuôi trâu của anh lang, gồm có 3 con trâu. Trời đã trưa, anh lang vẫn cặm cụi nhặt từng trái mít cho trâu ăn. Hỏi anh Lang rằng anh có thích nuôi trâu không? Lang chẳng hiểu câu hỏi. Anh Chi dịch lại câu nói của chúng tôi cho anh Lang nghe bằng tiếng đồng bào dân tộc Kho. Và rồi Lang nhả vội nước trầu đang ngậm trong miệng xuống đất, nhoèn miệng cười rồi liên hồi nói câu bằng tiếng Co. Anh Lang nói rằng anh rất thích nuôi trâu. Có 3 con trâu này, anh bảo mừng lắm. Nhưng lo là ở trên núi này kiếm cỏ cho nó ăn rất khó nên là sợ trâu ốm. Vâng, vừa rồi là tin ngắn mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video này của chúng tôi. Quý vị và các bạn nhớ đừng quên ấn like, ấn chia sẻ video, ấn đăng ký và bấm chuông để giúp chúng tôi quý vị nhé. Đồng thời quý vị và các bạn có thể nhận được thông báo khi mà kênh ra những video về tin tức mới nhất đấy. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.